Hoàng Anh Gia Lai, TMT Motors, Việt Nam Airlines, VKMX, TDC, Hòa Bình là những ông lớn bị phía kiểm toán chỉ ra có những yếu tố dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục trong báo cáo soát xét mới nhất. Cụ thể, công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai mã là HAG tiếp tục bị EY Việt Nam đưa ý kiến nghi ngờ hoạt động liên tục dựa trên thông tin công ty có lỗ lũy kế 957 tỷ và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn số tiền là 350 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý 2 thì Hoàng Anh Gia Lai cũng chưa thanh toán khoản gốc và lãi vay đến hạn với giá trị lần lượt là 790 tỷ đồng và 8 tỷ đồng. Phần thuyết minh còn cho thấy là công ty chưa tiến hành thanh toán lãi trái phiếu đã đến hạn với tổng giá trị là 3.278 tỷ đồng. Đáng chú ý, Vietnam Airlines mã là HVN cũng trong tình trạng tương tự khi mà kiểm toán nhắc đến vấn đề hoạt động liên tục. KPMG nhấn mạnh đến khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 40.787 tỷ đồng. Khoản phải trả đã quá hạn là 13.351 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 11.633 tỷ đồng. Ngoài ra thì có nhiều doanh nghiệp tên tuổi cũng nằm trong danh sách bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục như là tập đoàn xây dựng Hòa Bình, công ty cổ phần ô tô TMT, công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương, công ty đầu tư LDG.